Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn trên của mình. Mình là Ni Đại Phẩm đây. Thì mình đang chơi tựa game Ashby lại trở lại nè các bạn ơi. Thì tựa game này như vừa update thêm một vài thứ mới, như là đảo mới, boss mới, và như là có thêm một cái gọi là sao ta? Rasengan của của Na Naruto nhớ bạn đó, của nó đấy. Thì hình như admin ghi là limit nữa chứ. Thì các bạn vô tranh thủ mua nha, giống như cái gear 5 này đó bạn. Hình như gear 5 cũng limit nè, thì các bạn nào mà không có sử dụng gear 5 thì qua cái thời gian update đó bạn, thì update bài tiếp theo là như là ghi năm là không có ra nữa là vậy. Đây thì đây là cái gian hàng của Naruto nha bạn, rã Rasengan nè đó. Rồi mua xài thử liền, trời ơi 350.000 belly, rồi mua được luôn. Ô đây đó, và từ game Bambi mình đã sở hữu được sức mạnh của rã Rasengan rồi nha bạn. Ui ghê à, ui wow. Ui chạy nhanh đi, ui ôi ôi đã chưa, ui chạy lẹ lắm nha bạn. Ui đã mình sẽ triệu hồi ra một cái phân thân khác của mình đó, không phân thân khác của mình phải sử và đó, chuẩn bị cái tay nè đấy. Ủa bạn, ô cái quả Rasengan này cũng khá là đẹp đó chứ. Rồi từ mấy cái gian hàng này bán cái gì ta, mấy gian hàng này bán cái gì vậy, mình chưa có mua chưa có biết nữa. À Blacklet V1 và Blacklet V2 nhớ bạn, là bạn mua V1 xong bạn cũng có thể mua V2. À ha. Ok, còn bên này bán gì đây? Gì đây? À, mấy cái vũ khí á bạn. U sớm hát này, Glacier, Wildback, Kabe này, Cap này, Junior Marine hát, rồi Doflamingo hát, nói chung là mấy cái mũ, mấy cái nón, mấy cái đồ dùng thôi bạn, không có gì hết á. Còn lại gì đây? Từ từ. Cái chấm hỏi này là cái gì nữa bạn, có cái gì đặc biệt đây nè, phải không, đó có dấu ý này nè đó, giống như là chị tới cái chỗ lấy kho báo các bạn đó, lấy kho báo gì đó. Chấm hỏi này là mình không biết nó là gì nữa, nhưng mà mình có cái Rasengan này mình chạy đảo các bạn ơi. Tới đây rồi, giờ mình tele qua cái đảo mới cho bạn xem nha. Đây đảo mới đó chính là cái đảo gì đây, đây Beer Island. Như đảo này như đánh ai đây, từ từ nhận nhiệm vụ đã. Ấy nhầm, ô đánh râu đen nha các bạn, đánh râu đen ô râu đen chứ này. Ôi da mi kìa, ui đâu đấy, từ mình sẽ cầm cái rã Rasengan này mình thục mình thử trưởng râu đen được nha mày. Hy sinh không mất máu luôn, phải ảo thế. Ủa đâu đen đến đau vậy? Ủa đau nha. Ờ cô mua được sửa lại thêm nữa bạn. Đó ghi năm đẹp rồi nè, ghi năm bắt đầu đẹp hơn rồi đó. Nhưng mà đâu đen trâu dữ vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa đâu đen đâu? Ủa hoàn thành rồi hả? Phải. Ngon vậy. Một hít hoàn thành luôn kìa. Được. Đã bạn ơi, được. Xịn đấy. Vậy là cô mua vẫn xài ngon nhé bạn. Các bạn bật V lên cho mình, sau các bạn bật cái dạng xịn lên nè, sau các bạn cứ đánh vô thôi. Đấy giật điện đúng, ui da, ui văng đa xa thế. Rồi mình thử cái chiêu C nữa nha bạn, cái chiêu C nè, phẹt một phát. Ôi không mất máu kìa, là sao ta, mình quá đau đeo mất máu luôn á, thiệt sự. Mà sao cứ đục mình phát là mình văng gì ta, ảo vậy hư. Không có đánh chút được, đụng vô là mình có bị văng ra à, không mất máu đầu đen luôn á chứ. Ôi vãi thiệt sự, mất tiêu luôn, kỳ ta, sao đánh đầu đen được ta, đầu đen trâu quá à. Từ từ để anh qua bên A Long mình kiếm rương các bạn ơi. Đấy rương xung quanh đây rồi, đi tìm thôi. Cái rương này mình cũng không có thấy được nhiều tiền lắm nha các bạn. Tiền cũng bình thường à, không có nhiều lắm. Đâu thử ra xin gan nha. Toan không? Toan không? Không mất máu luôn các bạn, không mất máu luôn, nó chi toan. Kỳ. Ô bây giờ có quái xung quanh đây rồi nè các bạn. Ồ. Giờ quái cũng bắt đầu xung quanh đây rồi đấy, cũng nhiều rồi đấy. Mà mình có thấy cái rương rồi đâu ta? Đây đường nó nằm một xung quanh cái map luôn nha. Nguyên cái đảo luôn thì hơi rộng á. Xung quanh cái chỗ A Long thôi thì còn được, chứ xung quanh cái map thì rộng đấy. Hay là cái này mình phải nâng vô cái điểm khác nhờ. Phải nâng vô cái điểm
Melee. Điểm nào giờ chơi? Trời ơi, nâng bây giờ vẫn chậm nha bạn. Nâng cái bảng nâng này vẫn hơi chậm, nên khó nâng nhanh lắm. Vậy thôi, nghĩ là mình qua đảo khác tiếp theo thôi. Như là mua, nói chung là mua mấy cái chỗ mua là cái... Sanji nữa bạn. Đó, nói chung là mấy cái chỗ mua thì hầu hết như ở đảo Tân Thủ hết ha. Ai nhắc vậy? Đó, như là chỉ có đảo Tân Thủ thôi bạn ơi, không có xung quanh này hết. Nhưng mình reset về. Nhưng mà râu đen thì quánh hơi cực nha, râu đen quánh khó quá. Chắc mình về mình mua lắc lét được đó bạn. Mình đi mua lắc lét thôi. V2 mình nghĩ là mình không có đủ tiền đâu các bạn ơi. V2 hiện tại là mình chưa có đủ tiền mua được có V1 thôi. V2 là mình đã farm cỡ 100 mấy k là mới đủ rồi. Rồi, lắc lét nè, mấy chiêu. Lắc lét gì dơ cái tay ra vậy? Ôi quay. Ôi quay lâu thế. Ui quay lâu thế. Rồi suốt C. À vậy là giảm xuống. Vãi thiệt sự. Cái gì vậy trời. Rồi, qua đại chiến râu đen lại thôi. Râu đen đâu, ra đây. Ta đã có lắc lét rồi đây. Không có đánh thừa được nha mày. Ui. Ui lắc lét mạnh lắm nha bạn. Ui bạn không tin đây, lắc lét quánh mất máu đầu đen nè. Bị cái gì vậy ta? Trời sút. Bây giờ sút đúng nè, sút nè, sút. Sút như chiếc banh đó bạn. Đầu đen chiếc banh vậy. Sút đầu đen như sút banh luôn á, thật sự. Ui đã vậy, ui lắc lét ngon nha, lắc lét xịn hơn mình thấy. Ủa sao Gomu quánh râu đen lại không mất máu ha, nhưng mà lắc lét lại quánh râu đen mất máu quá trời luôn á bạn, để ý đi thấy chưa, ảo thật á. Đó bạn coi Gomu nha. Đâu rồi Gomu, rồi đây đây đấy, nhảy xuống rầm. À có nha các bạn, thì hồi nãy mình trưởng hụt á. Ô một phát nữa cây râu đen mà. Ui buông rồi. Thì thôi mình xài lắc lét thôi cho dễ nhé mày. Vậy là vẫn mất máu nhiều nha. Nhưng mà xài lắc lét này ngon hơn. Gì? Xuống. Cái gì ta? Mình nghĩ như mọi thứ trong game này như cao su các bạn, mình chỉ cần đụng nhẹ phát là mình bị văng à. Mình cứ đụng nhẹ phát là mình văng, đụng nhẹ phát là mình văng à. Quái thật sự. Như cao su vậy đó. Đụng cái là văng, đụng cái là văng à, như cái bóng các bạn tưng tưng đó. Này, mình sút râu đen như là chế banh luôn đó bạn. Mình là trái banh. Trời đất ơi, cực thật sự. Mình là trái banh nha các bạn. Ui. Ui quá cầu. Ôi. Quá cầu. Ôi bây giờ quá cầu đâu đây kìa. Ba dí tới trên luôn, đỉnh thật sự. Nữa. Sao mà cứ đụng vô là văng vậy, khó chịu vậy. Đừng có đụng vô nha mày. Mình đứng đây mình nghĩ rồi. Trời ơi, khó chịu quá à. Sút. Đi ra cái. Ủa gì kìa, sút. Ủa gì kìa. Hư. Sút. Chú. Trời ơi là trời. Hài thật sự luôn á. Nào, đứng lên. Mình không văng là râu đen văng nhé bạn. Đứng lên. Sút, đó, văng. Đâu nữa rồi. Đứng dậy chơi ta tiếp đi. To. Đấy. Trời ơi mạnh mẽ liền. Từ từ, mình muốn sử dụng thử Rasengan này mới được. Ừ. Rasengan. Ui. Mạnh mà bạn, mạnh mà. Phải không? Một đục kìa. Một đục là toan luôn quái mà, mạnh mà. Nhưng mà tại đâu đen như trâu quá hay sao á. Ờ để mình chịu hồi ra tiếp. Đấy. Ui, ui, đâu rồi. Đụng vô cho đụng cái coi. Không đụng được luôn bạn ơi. Ờ như mất máu mà đúng không? Không có mất máu gì đâu. Không có đụng vô được, từ từ. Đó đó mình né râu đen rồi đã. Rồi nè. Túp. Ô nửa cây rồi. Không, vậy là chiêu nào cũng nửa cây nha bạn, một hít là nửa cây. Đó là sẽ gánh chứ phải vậy chứ. Tiếp tục nè.
Ra sến gan túc đấy, trời mạnh vãi luôn mà đùa hoài. Chút chút hài quá bạn ơi, thì cái chơi game này đúng hài thiệt luôn á. Từ từ mình nghĩ là mình đủ tiền mua thêm được mấy cái món đồ để đeo vô bạn, không biết đeo vô tăng gì không nhưng mà mua thử chơi. Đây mua thêm món đồ đi nha. Đó Flamingo Luffy nè, trời một món đồ 250k luôn hả, đồ gì mắc bằng Rasengan luôn vậy, phải không? Ôi món nào cũng 250 rồi vãi, vậy muốn mua hết cái đống này là tốn trời ơi cái triệu tiền luôn á. Ôi mắc quá à, chịu rồi. Hứ thôi tiếp tục làm ninja thôi. Trời trời cái gì vậy trời, ảo thật luôn á. Ô tính ra pháo này cũng ngon chứ bạn, không mấy bảy quái này chỉ gần một dặm là xong rồi, đã chứ bộ. Đấy một dặm là xong, đã vãi. Nhưng mà ở đây ít tiền lắm các bạn ơi, không có nhiều tiền. Đấy chỉ có râu đen là nhiều tiền thôi. Từ từ shop bên này có bán gì đúng không vậy, gì đây, gì Fritz Jambe Yoru. Fritz Jambe là cái gì vậy? Ồ có hai cây bá dương nữa mày, hai cây bá dương bao nhiêu cái Fritz Jambe? Ồ 349 còn này 200 Yoru nhiêu, Yoru 249 luôn vãi, cũng nhiều thế. 75 Robert là nhân 2 kinh nghiệm 10 phút trong vòng 10 phút. Ở có phần áp Kazon nữa mày. Ồ ồ đã thế. Ờ có chỗ mình ngồi luôn nữa mày, có chỗ cho mình ngồi luôn nè. Là mình chỉ còn trong này áp ca là mình ố bao nhiêu kinh nghiệm mình lên nè. Wow hay vậy ta, bao nhiêu kinh nghiệm mình cứ chạy nè, được thế nhờ. Ồ có phần áp ca cho bạn nào mà gọi là treo máy ngủ các bạn, treo máy ngủ hoặc là có thể treo máy mà các bạn còn có phim cái gì đó đó, đỡ phải cày cũng lên cấp dèo dèo luôn, lên cấp nhanh luôn nhớ bạn, khá là ngon đó là vậy. Rồi thôi mình nghĩ là chắc kết thúc đến tại đây nhá, thì các bạn thấy hay cho xin một like và subscribe có nhá. Thì mình muốn cho bạn xem thử Rasengan cho limit ra mắt trong tựa game app này như thế nào, nó mắc cười thật sự luôn. Rồi thì các bạn nào muốn chơi thì cứ vào trải nghiệm đi nhá, còn giờ thì bye bye.